Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc đặc trong bức tranh. Thì trước khi tìm hiểu cấu trúc đặc thì để dễ hình dung thì cấu trúc đặc chúng ta sẽ có một bài tập. Yêu cầu bài tập là tinh ra 4 dòng chữ Hello Bắc Cang. Chúng ta sẽ hướng dẫn giải bài này. Đầu tiên các em sẽ khai báo tên chương trình, ví dụ như là Hello Bắc Cang. Cho chương trình này chỉ là in ra 4 dòng chữ Hello Bắc Cang là màn hình, cho nên là mình không cần phải theo báo phím. Tiếp theo phần thân chương trình bắt đầu bằng điều viên và kết thúc là em viết sóng. Để đưa ra dòng chữ Hello Bắc Cang thì mình sẽ sử dụng câu lệnh đó là Vai Lai Bắc Cang. Yêu cầu là mình sẽ in ra tất cả là 4 dòng, cho nên là mình phải thực hiện cái câu lệnh vai lai 4 lần. Cô sẽ minh họa lại bức tranh. Cô đã viết sẵn chương trình rồi, nhưng mình chạy thôi. Mà các em thấy 4 dòng chữ Hello Bắc Cang trên màn hình. Nè, ở đây các em sẽ thấy là các câu lệnh vai lai bắt cam nó lặp đi lặp lại, thì nó gọi là thao tác lặp nha. Thì cấu trúc lặp ở trong bắt cam nó sẽ diễn tả những thao tác lặp đi lặp lại. Thì cấu trúc lặp nó sẽ có hai dạng, đó là lặp với số lần biết trước và lặp với số lần không biết trước. Đối với dạng lặp với số lần biết trước, người ta đã chia ra hai dạng, đó là lặp dần tiến và lặp dần lùi. Và lặp với số lần biết trước, người ta sẽ sử dụng câu lệnh for do. Trước tiên mình sẽ tìm hiểu lặp với số lần biết trước câu lệnh for do và cái dạng đó là lặp dần tiến. Đây là cái cấu trúc của lặp dần tiến. Các em bắt đầu bằng từ khóa for biến đến hai chấm bằng giá trị đầu to giá trị cuối to câu lệnh. Thì đây các từ khóa bắt buộc đó là for to true. Biến đến sẽ có chữ nguyên, giá trị đầu giá trị cuối cũng chữ nguyên. Giá trị đầu nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối. Cái cách thực hiện của cấu trúc for to này thì câu lệnh này sẽ được thực hiện một cách tuần tự. Đếm đếm tăng từ giá trị đầu đến giá trị cuối. Mỗi một lần tăng thì câu lệnh sẽ thực hiện. Đếm đếm này sẽ tăng đến khi nào nó lớn hơn giá trị cuối thì câu lệnh không thực hiện nữa, hay nói cách khác là dòng lệnh ngừng hoạt động, dòng lệnh nó sẽ không hoạt động nữa. Và sau đây cô sẽ áp dụng cái cấu trúc for do lặp tiến cho bài tập vừa rồi, bài tập in ra 4 dòng chữ Hello Bắc Cang. Ta khai báo chương trình. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái biến y, tức là chữ nguyên biến y này sẽ là biến đếm trong chương trình của mình. Bắt đầu phần thân chương trình. Ở đây các em sử dụng câu lệnh for do for y. Y là biến đếm 2 chấm bằng 1, do 4, do. Tại sao giá trị đầu là 1, giá trị cuối là 4? Lý do là mình cần in ra là 4 dòng chữ Hello Bắc Cang, cho nên là mình sẽ cho nó là 4 lần. Sao do là một câu lệnh, hoặc là câu lệnh ghép cũng được. Thì sao do này em sẽ sử dụng câu lệnh đó là write line Hello Bắc Cang để đưa dòng chữ này ra màn hình.
khi các em sử dụng cấu trúc for do thì chương trình của mình nhìn thấy sẽ hay hơn, nó không bị mấy câu lệnh lặp đi lặp lại. Này cô minh họa lại trong mắt cam, chương trình cô đã viết sẵn rồi, mình chạy đi. Đây bốn dòng hello mắt cam. Tiếp theo mình sẽ tìm hiểu câu lệnh for do lặp dựng lùi. Ở dạng lặp lùi này nó sẽ khác với lặp dựng tiến, đó là giá trị cuối sẽ xuất hiện trước. Từ khóa to thay bằng đao to thì biến đếm cũng là kỷ nguyên, giá trị đầu giá trị cuối cũng là kỷ nguyên. Tuy nhiên, giá trị cuối nó lớn hơn hoặc bằng giá trị đầu. Cấu trúc câu lệnh này thực hiện như thế nào? Thì nó sẽ thực hiện, đó là câu lệnh ở đây nó sẽ thực hiện một cách tuần tự. Biến đếm nó sẽ giảm từ, khác với câu lệnh dựng tiến, biến đếm này nó sẽ giảm chứ nó không tăng. Ở dựng tiến thì biến đếm nó tăng, nhưng mà ở dựng lùi biến đếm nó sẽ giảm từ giá trị cuối đến giá trị đầu. Thì mỗi một lần giảm thì câu lệnh sẽ thực hiện đến khi nào giá trị cuối bé hơn giá trị đầu thì câu lệnh không thực hiện nữa, hay dòng lặp ngưng vận động. Cô sẽ áp dụng câu lệnh for do lặp dựng lùi cho bài tập in ra bốn dòng lặp mắt cam. Thì đây là bài tập in ra bốn dòng lặp mắt cam này, nãy cô sử dụng là lặp tí nhưng dần sử dụng lặp dựng lùi nha. Ở đây mình đã có biến y là biến đếm. Đây mình chỉ cần sửa cấu trúc thôi. Chỗ này for y hay chấm bằng giá trị cuối là 4. Từ khóa mình sửa lại thu thành đau thu. Thế này cô bị thiếu insert, thì em nhấn insert nhưng nó không bị đè chữ luôn. Phần mềm nói tiếng Việt, mình sửa lại tiếng Anh khi nhập trên nước cam. Đang thu, cái giá trị cuối của mình sẽ là 1. Rồi, mình sẽ biên dịch chương trình thì có hai cách, hoặc em nhấn Alt F9 hoặc là em nhấn Combine. Nó báo không có lỗi. Rồi mình chạy chương trình, các em nhấn run hoặc là các em nhấn Ctrl F9. Đây. À. 4 mình chữ hello bắt cam hiện ra. Thì các em thấy đây nè, lặp dựng lùi nó in đa số. Cái chữ cuối nè. Chữ đầu. Thôi giờ trình bày cấu trúc lặp với số lần đi trước cho câu lệnh for do. Em cảm ơn em đã theo dõi.